Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại chương trình dành cho những con nghiện. Và hôm nay tại đây trên cái bàn này tại SHTech Studio, các bạn sẽ được chứng kiến một sự khởi đầu mới của thế giới công nghệ. Khởi đầu cái gì ạ? Đây là con phím cơ Holyfake Rapid Checker rẻ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, đến từ thương hiệu Mad Lion, sư tử điên, với cái giá xấp xỉ từ 600 đến 900 nghìn dành cho tùy các phiên bản khác nhau, tùy màu sắc khác nhau, cấu hình khác nhau, nhưng mà tất cả nó đều là Holyfake. Giá này có ảo quá không? Dùng nó có ra gì không? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Hiện giờ mình ở trên link Shopee của gian hàng bán các bản phím này. Thì các bạn sẽ có 4 lựa chọn Mat 60, bao gồm là Mat 60 HE trắng LED RGB, Mat 60 HE đen LED RGB và Mat 60 HE nữa cũng đen cũng trắng cũng RGB nhưng mà là 8K. Tức là chúng ta sẽ có hai màu trắng và đen và có hai phiên bản 1000Hz và 8000Hz tùy anh em lựa chọn. Và chúng ta còn có hai phiên bản Mat 68 HE thì sẽ có hai phiên bản là 1000Hz và 8000Hz chứ không có màu trắng. Và mức giá sẽ từ 600 đến 700 nghìn dành cho phiên bản 1000Hz và từ 8 đến 900 nghìn dành cho phiên bản 8000Hz. Thật sự là từ khi cái phím Rapid Checker nó xuất hiện thị trường đến bây giờ, mình chưa bao giờ thấy một con nào Rapid Checker có tầm giá này cả. Và về cái thiết kế, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ là trông nó như thế nào. Như bạn thấy đây, chúng ta có một cái lớp vỏ là hoàn toàn từ nhựa. Và cái phong cách thiết kế này nó rất giống Putin. Nhưng mà thấy không, nó có cả cái khe để xỏ dây bên cạnh. Và đây là cái dây mà hãng tặng kèm. Các bạn thể tháo ra được nhá. Chúng ta có hai cái chốt ốc vít, các bạn tháo ra được thì gắn vào cho đẹp. Và gọi là gì, nhái theo phong cách của Putin. Cái này các bạn nhìn phía bên ngay. Vỏ làm hoàn toàn từ nhựa. Keycap PPT double shot màu đen profile OEM. Ở dưới đáy chúng ta sẽ có fit silicone ở 4 góc. Và có một điều anh em cần lưu ý là nó sẽ không có tranh kickstand, tức là chiều cao của phím này không thể thay đổi được. Ở phía bên trên chúng ta có một số cái đường kẻ cách điệu logo Mad Lion và cổng USB-C đặt ở ngoài cùng bên trái. Để tháo cái phím này ra rất là dễ, các bạn chỉ cần không hẳn là dễ nó đơn giản nhưng mà nó lâu. Các bạn cần tháo rất nhiều ốc. Con này thiết kế kiểu dạng tray mount, tức là vít bắt từ trên plate nhôm xuống dưới phần bottom case. Bên trong này chúng ta đã có xốp nằm ở giữa plate và bảo mạch, và các bạn có cả xốp ô dưới bảo mạch nữa. Thì thiết kế nó rất là cơ bản, bên trong nó không có gì nhiều bởi vì con này là kết nối cắm dây 100%, không wireless, thế nên rằng chúng ta cũng không có pin vùng gì cả, cũng không có module gọi là bluetooth gì hết. Thì thiết kế nó rất là basic, mà cái quan trọng đây là gì ạ? Nó có xốp tiêu âm và stabilizer được lúp sẵn, và switch Holyfake con này rất là mượt. Và trước khi đi đến cái phần hiệu năng và mình chia sẻ kỹ hơn về cảm giác sử dụng, thế cùng mình nghe thử sound test nhé. Để đánh giá về sound test thì mình thấy rằng đây là một trong số ít những con Rapid Checker mà tiếng nó khá là tử tế. Tức là hãng đã cho vào đây một ít xốp nằm ở giữa plate bảo mạch và một lớp xốp nằm ở dưới. Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi, cũng một phần có thể là do cái thiết kế của nó. Nó khá là gọn gàng, bởi vì trước kia mình làm Rapid Checker thì mình đánh giá khá nhiều con mà nó toàn là layout 75%. Thì tiếng nó sẽ vang một chút, nó loãng một chút, rỗng hơn một chút. Con này thì vì cái layout 68 của nó nhỏ gọn hơn, nó ít âm thanh vang vọng, cũng như là cái chất liệu nhựa làm dày dặn, nên là tiếng nó đặc hơn. Mặc dù đương nhiên là nó vẫn không thể nào nghe hay được bằng những cái bàn phím cơ học bình thường mà đứng mod full kiểu là shop AXPE xong rồi phim PET các thứ, không thể nào hay bằng được. Nhưng mà đối với một con Rapid Checker thì con này là một con có tiếng khá là, gọi là không gọi là hay mà tiếng khá là tử tế. Nó tương đối là ấm áp, giòn, và cái đặc biệt nữa là switch con này thì trên link Shopee của cửa hàng để ở đây là chúng ta sẽ có hai phiên bản switch là Gateron hoặc là Kulun. Tên switch rất là buồn cười. Nhưng mà switch trên con này của mình thì các bạn thấy là cái vỏ housing của nó sẽ có hơi hơi một chút tông màu xanh nhạt và cái stem box màu trắng. Thì mình không rõ là switch thường nào, nhưng mà switch nó làm rất mượt, switch làm rất tử tế. Thực sự là với cái tầm giá từ 600 đến 900 nghìn đã có Rapid Checker là một cái điểm cộng rất lớn rồi. Mà con này, cái build của nó, như bạn thấy cái mạch ở bên trong trông rất là ok, rất là tử tế, sạch sẽ và có xốp trước đầy đủ. Và cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng không có gì để chê cả, làm khá là ngon, không có nhựa thừa, không bavia, không cột kẹt gì hết, đã khá là ổn rồi. Thế thì còn cái phần mềm thì làm sao? Đây là một điểm mà cực kỳ quan trọng dành cho bất kỳ một ai sử dụng bàn phím Holyfake Rapid Checker. Bởi vì các bạn phải có được cái khả năng tùy chỉnh, tùy biến theo nhu cầu từng người. Và con này nó có đầy đủ.
Nó đương nhiên là có thể căn chỉnh được cái điểm kích hoạt, điểm reset, có thể tùy chỉnh ở Dynamic Keystroke. Và đương nhiên là nó có cả SOCD. Nếu bạn nào chưa biết SOCD là cái gì thì mình sẽ giải thích cho anh em nhanh chóng một chút. Đó là thời gian trở đây nó mới nổi trở lại nhờ ông Razer. Ông ấy làm tính năng SnapTap và một con bàn phím Holy Effect của họ. Nó cho phép các bạn ngắt tín hiệu của cái switch, chính xác là của cái phím gần nhất để nhận tín hiệu của phím mới nhất. Rất nhiều người chơi sẽ thấy hữu dụng với cái tính năng này khi các bạn sử dụng trên cái phím AD để di chuyển trong game Strafe. Thì tức là nếu các bạn đang bấm phím A để sang trái mà các bạn muốn thay đổi hướng, các bạn có thể bấm luôn phím D. Các bạn chưa cần bỏ tay ra khỏi phím A là phím D đã nhận và nó sẽ ngắt phím A rồi. Thì đó là cái tính năng SnapTap. Thì con này cụ thể hãng gọi nó là SOCD và nó là cái gọi là cụm từ chính xác nhất gọi là SOCD. Thì con này đã có rồi. Nhưng mà anh em cần lưu ý là mình có đã một video giải thích về cái vấn đề này rồi. Đó là trước mắt Valve đã cấm cái tính năng này ở trên game CS của họ. Thế là nếu các bạn sử dụng tính năng SOCD hay SnapTap, kể cả của Razer, của Wooting hay là của con này chứ nữa, thì các bạn nhảy vào CS2 các bạn chơi sẽ bị bay ra khỏi phòng ngay lập tức. Còn các game khác thì mình cũng chưa rõ là liệu có ban không và bao giờ ban hay như thế nào. Nhưng mà cái tính năng này hiện giờ đã có trên con Mad Lion. Đây là con Mad 68 Mad E này. Thì đây là một cái rất là hay và cái phần mềm của họ sử dụng ở trên trình duyệt web, các bạn không phải cài cái gì cả. Và khi các bạn lên trên đấy tùy chỉnh xong nó sẽ lưu trong bộ nhớ onboard. Nói chung là ok. Con này phần mềm không có gì đặc biệt cả nhưng mà dùng rất là ổn và tính năng của nó đầy đủ như bao nhiêu con Holy Effect khác. Thì tổng kết lại, nếu các bạn đang muốn có một cái trải nghiệm chơi game nó khác biệt một chút, các bạn có muốn có tính cạnh tranh cao một chút, các bạn muốn một con bàn phím Rapid Trigger, các bạn muốn một con Holy Effect, thì đây sẽ là lựa chọn đáng giá nhất từ hiện tại vì nó rất rẻ. Các bạn chơi các bạn thấy không thích, các bạn thấy gõ không ngon, các bạn thấy mình không cần Holy Effect nữa, các bạn có thể vứt đấy hoặc môn khác hoặc là bán đi cũng được bởi vì giá nó rất là rẻ. Nếu anh em muốn trải nghiệm Holy Effect thì đây là một option rất là hay đến từ Mad Lion. Mình sẽ để link phần mô tả video dành cho các bạn quan tâm. Còn đâu thì hãy like video này và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Peace.